Trẻ 13 tuổi ở Đồng Nai chết sau trận đánh hội đồng, bắt nhiều thiếu niên. 5 nghi phạm từ 14 đến 17 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa đã bị bắt giữ khẩn cấp vì liên quan đến cái chết của thiếu niên 13 tuổi. Ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thái Tú, Nguyễn Bùi Minh Hiếu, Đoàn Văn Khang, Nguyễn Hoàng Bảo Khiêm, Trần Văn Luân, tuổi từ 14 đến 17, ngụ các phường Hố Nai, Trảng Giài của thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi giết người. Cả năm đều không còn đi học. Theo điều tra bước đầu, Nguyễn Thái Tú và Nguyễn Đồng Hiệp, 15 tuổi, ngụ ở phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, thường xuyên mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội Facebook. Để giải quyết mâu thuẫn, Tú và Hiệp hẹn gặp nhau vào tối ngày 22 tháng 10 tại ngã ba khu vực chợ Thanh Hóa, thuộc phường Trảng Giài. Khi đi, Hiệp chở theo bạn là C.H.T., 13 tuổi, ngụ ở phường Trảng Giài. Tú rủ thêm Hiếu, Luân, Khang và Khiêm mang theo dao, mã tấu đi cùng. Tại đây, sau lời qua tiếng lại, các đối tượng đã lao vào dùng hung khí truy sát nhóm của Hiệp. Hậu quả, thiếu niên C.H.T. đã bị Nguyễn Bùi Minh Hiếu, Nguyễn Thái Tú và Trần Văn Luân dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án.